Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm dầu cháo quẩy. Mình cần 250 g ml sữa. g bột nở, 3 g men, 6 g đường và 6 g muối nha. Mình bỏ vô thì mình trộn đều vô, sau đó mình quậy bột mì. Cho bột mì vô mình quậy, quậy xong thì mình nhồi. Nhồi xong thì mình cho ủ đêm qua đêm. Bây giờ là mình chia cái phần bột này ra làm hai phần. Xong rồi mình quẹt dầu lên rồi mình đem mình đi ủ. Nếu các bạn không chia ra làm hai phần thì cũng được, nhưng mình bỏ vào một cái hộp hay cái tô nào đó lớn lớn, tại vì khi mà nó nở ra thì nó to lắm nha. Đây nè, đây là bột mình đã ủ qua đêm nè. Mình lấy cái tay mình nhấn xuống là nó rất là xốp, nó rất là nhiều không khí ở trong, nó có những cái túi không khí ở trong là đúng. Lấy ra xong rồi mọi người nhồi bột lại một lần nữa nha. Rồi bây giờ là mình cán bột ra, mình cán chị 20 cm x 10 cm. Độ dày thì khoảng 0,5 cm. Mình cắt ra thì khoảng 2 cm. Chia thành 10 phần nhé.
đây nè, mọi người thấy không, mình đã chiên xong hết rồi nè, vừa vàng nâu nâu đẹp. Mình nó phồng lên rất là ngon nha. Để mình cắt ra cho mọi người coi một cái nha. Rất là nhiều không khí bên trong, rất là xốp, ngòi giòn ở trong xốp, rất là ngon. Ăn lại vừa miệng nữa. Mình chúc mọi người làm thành công. Nhớ nhấn nút theo dõi để nhận được video mới của kênh mình nha.